Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác liên quan đến việc cấp phép cho xe nước ngoài vào Việt Nam. Theo dự kiến, Bộ Công an sẽ thay Bộ Giao thông Vận tải thực hiện việc cấp giấy phép cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành được tổ chức cho khách du lịch nước ngoài mang phương tiện cơ giới vào tham gia giao thông tại Việt Nam. Theo Bộ Giao thông Vận tải, hiện xe của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài do người nước ngoài điều khiển vào tham gia giao thông tại Việt Nam với mục đích du lịch khách du lịch tự lái xe vào đi du lịch tại việt nam chưa được điều chỉnh tại các thông tư nghị định và điều ước quốc tế nhiệm kỳ 2011-2016. Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn đưa hình thức du lịch tự lái của khách nước ngoài vào Việt Nam như các nước trong khu vực, mục đích thúc đẩy phát triển du lịch, tạo môi trường và thu hút khách du lịch đến Việt Nam. Tuy nhiên, theo Bộ Giao thông Vận tải, các quy định hiện hành đã được hướng dẫn cách đây 10 đến 14 năm. So với sự phát triển của công nghệ, công tác cải cách thủ tục hành chính, quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, quản lý trật tự xã hội, sự phát triển với mục tiêu du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thì một số đã không còn phù hợp vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng cần phải có sự điều chỉnh để đáp ứng tình hình phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất quy định người điều khiển và phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam phải thông qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Việt Nam có văn bản chấp thuận được tổ chức cho khách du lịch nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam của Bộ Công an cấp. Đối với phương tiện cơ giới nước ngoài là ô tô có tay lái ở bên phải thì phải có công hàm của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tế, liên chính phủ tại Việt Nam, gửi Bộ Công an đề nghị và nêu rõ lý do cho xe tham gia giao thông tại Việt Nam. Các xe vào Việt Nam cũng phải làm thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất theo quy định của pháp luật hải quan ngay tại cửa khẩu nhập nhập xuất cảnh. Thời gian xe được phép tham gia giao thông tại Việt Nam tối đa không quá 45 ngày, trong trường hợp bất khả kháng được lưu tại Việt Nam thêm không quá 10 ngày. Khi xe nước ngoài lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam, phải có xe đi trước để hướng dẫn giao thông trong suốt quá trình tham gia giao thông, góp ý cho các quy định trên. Đại diện Bộ Tư pháp cho rằng các quy định trên phù hợp với Hiến pháp Việt Nam. Nghị định cũng cơ bản phù hợp với Công ước viên về Giao thông đường bộ năm 1968. Theo đại diện Bộ Tư pháp cho biết, Bộ Giao thông Vận tải cần phối hợp với Bộ Ngoại giao ra soát các nội dung của dự thảo nghị định để đảm bảo các quy định không làm cản trở các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên một điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định này là việc bộ giao thông vận tải đề xuất thay đổi cơ quan thực hiện chấp thuận cho tổ chức khách du lịch mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào tham gia giao thông tại việt nam từ bộ giao thông vận tải sang bộ công an về nội dung này cục cửa khẩu bộ quốc phòng cho rằng cần đánh giá cơ sở pháp lý việc chuyển nội dung chấp thuận cho các đoàn khách nhập cảnh từ bộ giao thông vận tải về bộ công an